Yo 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 yo, hello anh em, hai hai, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Mình đang rất nghiêm túc đấy, hello anh em. Mình vừa chiến xong La Hoàn Tâm Cảnh 4.2, vừa mới xếp cái video của tầng 12 đây. Vừa đánh xong còn rất là hồi hộp đây anh em. Cảm giác kiểu là vừa mới vật lộn với bọn này xong, khá là vui. Cảm xúc nó vẫn còn đang khá là căng thẳng. Bởi vì mình đã dùng một cái team mới tinh đánh với một cái La Hoàn vừa reset xong. Nói chung là có rất là nhiều cái nhược điểm cũng như là ưu điểm mà mình muốn đề cập đến với anh em để anh em tham khảo nhá. Thú thật là hôm nay mình cũng không biết là La Hoàn nó reset đâu. Hôm nay vào game là tầm 10 giờ mới biết. Về cái Uyên Nguyệt Chúc Phúc Ánh Trăng Thủy Triều thì là lần này nó là mô tả rằng là khi HP hiện tại của nhân vật tăng hoặc là giảm sẽ tiến hành ghi nhận. Khi đạt 12 lần thì sẽ thi triển sóng xung kích tại vị trí nhân vật. Nói chung là dùng cho các nhân vật tăng giảm máu và đặc biệt đó là mấy con pet của thủy thần. Về cái buff kiểu này thì mình thấy nó không thật sự quá ngon. Về tầng 9 tầng 10 thì nó cũng đã đổi quái luôn. Trong lần trước mình có hỏi anh em về cái chuyện đổi quái tầng 9 tầng 10 thì mình thấy có những anh em để lại bình luận rằng là họ không thấy quá nhiều sự khác biệt. Ok, vậy thì mình sẽ bỏ qua hai cái tầng này nhé. Về tầng 11 thì tầng phòng 1 là thủ trụ. Ở trên thì mình thấy rằng là quái nó khá là đông. Khi chiến với cái tầng này nếu như không có vòng quái thì chúng ta phải đặc biệt chú ý giữ khoảng cách với cái trụ. Đám quái này cái sát thương của chúng nó mình thấy nó rất là rộng, nó có thể lan ra trụ và khi mặc dù anh em chiến thắng đấy, giết được chúng nó nhưng mà cái trụ còn khoảng 60% thì khá là dở đúng không? Lúc đầu mình không để ý và phạm phải cái sai lầm đó nhưng mà đến lần thứ hai thì ok rồi. Ở nửa dưới thì có mấy con trinh sát di tích tiên phong và cần cầu. Mấy con trinh sát di tích thì nó sẽ ra trước và đứng theo mình thấy là cách nhau khá là xa. Ở phòng dưới này thì mình thấy mấy con quái nó target vào nhân vật trước, nó không đánh vào cái trụ trước nên là nó có vẻ như là dễ hơn. Anh em có thể tìm vị trí đánh để giữ máu cho trụ. Sau khi tiêu diệt những cái con di tích này thì nó sẽ xuất hiện cái con cần cầu. Con cầu thì nó chỉ có một mình thôi và nó cũng sẽ tấn công người chơi trước. Lở dưới mình thấy dễ hơn. Nói chung là về cái phần thủ trụ này mình thấy nó vẫn luôn khá khó chịu nhưng mà thực sự là cũng không quá khó. Ở cái mùa La Hoàn này thì bắt đầu chúng ta đã chứng kiến những cái bọn giáo đồ vực sâu nó quay trở lại với cái giáp nguyên tố rất là khó chịu. Tuy nhiên thì mùa này đang hướng đến việc búp cho các nhân vật hệ thủy mà nhân vật hệ thủy rất là đông cho nên là anh em có thể bóp cái lớp giáp của bọn này nhanh. Mình nghĩ là có rất nhiều nhân vật hệ thủy có thể chơi được. Ở bên dưới chúng ta có rất nhiều kết cấu nguyên thủy, có tạo lực, có tái tạo và thăm dò cùng với kẻ gọi đá. Kẻ gọi đá thì ra sau cùng. Vì đây cũng chỉ là tầng 11, tầng 11 thì thường khó chịu nhất là cái phần thủ trụ thôi, còn lại đánh quái thì mình thấy rất bình thường. Ở phòng số 3 thì có pha tui bách chiến đặc vụ băng và pha tui bách chiến đặc vụ gió. Vì đây là lần đầu tiên mình sử dụng cái team này cho nên là cái rotation là do cái kinh nghiệm của mình chơi game và mình áp dụng vào mình chiến thôi. Và mình thấy rằng nó khá là hiệu quả, tuy nhiên thì do quá nhanh và quá nhiều thao tác cho nên là vẫn rất khó theo dõi. Thì cái phần ưu điểm ở đây có thể thấy rõ ở phần kết quả và cái phần cảm nhận. Gần như anh em không cần phải biết bọn này nó đang đứng ở đâu bởi vì quái nó tự đánh và cái lượng sát thương gây ra rất là đều, không có thời gian đam chết, chủ yếu là cần phải thả trụ của AI thường xuyên thôi. Còn cái điểm trừ thì nó bắt đầu bộc lộ rất là rõ ở đây, đó là không có kháng gián đoạn, thường xuyên bị hất văng và nói chung là khá là khó chịu. Ở nửa dưới thì sẽ có mấy con rồng biển sâu thôi, mấy con này thì Levinas có thể trưởng vài phát là chết rồi nên là mình sẽ kết thúc cái tầng 11 ở đây nhá. Đây là đội hình mình đã sử dụng trong tầng 12, tầng trên là Levinas, tầng dưới là team triệu hồi mình muốn thử. Phòng 12 tầng 1 khi mới vào nó xuất hiện con phù thủy Hili Chu Thảo cùng với con pháp sư vực dương hỏa. Hai con này chỉ đơn giản, clear chúng nó xong thì nó xuất hiện thẻ lôi chó săn ma vật. Sau khi tiêu diệt xong đám thẻ lôi chó săn ma vật thì nó xuất hiện ra học sĩ vực sâu uyên hỏa cùng với hai con nguyên thể khe lứt sinh trưởng lớn. Học sĩ vực sâu uyên hỏa và nguyên thể khe lứt nó xếp thành một hàng nên là bắn rất là dễ. Ở cái phòng tầng 12 phòng 1 này thì ban đầu mình đã sử dụng team triệu hồi để đi lên trên thì mình thấy nó hơi bất hợp lý bởi vì nếu như Levinas đi ở nửa dưới vẫn có thể đánh được con ma trận điều hành bắn vĩnh cửu nhưng nó không phải là tối ưu cho nên là mình đã đổi Levinas lên trên. Khi đổi lại như vậy thì mình thấy kết quả là tốt hơn nhiều, tất nhiên là tốt hơn nhiều so với cái đội hình mà mình sắp xếp để thử trong cái lần này. Về Levinas thì rất là ok, đây là đội hình rất là mạnh của nhân vật rồi, còn về team triệu hồi thì mình mới chỉ là đang thử nghiệm thôi. Ở nửa dưới con ma trận điều hành bán vĩnh cửu này thì mình đã có đủ tất cả những nguyên tố để có thể cao tơ chặt nó. Thêm vào đó thì nếu như con này tàng hình thì các cái skill của mình vẫn có thể tìm được nó và nói chung là nó không thể trốn được. Cái make của nó bị phá rất là nhanh anh em. Dù cái team này có khá nhiều điểm trừ nhưng mà về cái phần đánh tự động cũng như là phá make của con ma trận điều hành bán vĩnh cửu thì mình thấy khá là hài lòng. Về phòng số 2 thì ban đầu cái đầu đầu nó chỉ xuất hiện những cái con robot khảo sát địa chất, robot xây dựng. Những cái giống như là cỗ máy và những cái cỗ máy mô phỏng động vật, chúng ta có thể thấy cả chó ở đây nữa. Và cái con khó chịu nhất ở đây đó là cái con theo mình thấy là con robot thu hoạch nhanh. Con này khả năng di chuyển của nó khá là rộng làm cho mình thấy rằng khó gom quái và nói chung là tấn công bọn này chết cùng lúc. Thực sự là mình cũng chưa chơi cái tầng này nhiều cho nên là mình cũng chưa tìm ra cách đứng thế nào để hiệu quả nhất. Anh em có thể tham khảo thêm những cái review về La Hoàn khác nhé.
Cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là có thể dựa vào kinh nghiệm để chọn vị trí đứng để tấn công bọn này. Nói chung là nó cũng không thật sự là khó trong cái vòng số 2 này. Nó chỉ là một chút câu giờ thôi. Ở bên dưới thì chúng ta có con lấm Thúy Linh, lấm Thúy Địch. Con lấm Thúy Linh này thì mình thấy nó cũng lâu rồi nó quay trở lại. Ở đây nó có level 98. Để đánh với con gà nấm này thì mình nghĩ anh em cũng không lạ gì cơ chế của nó đúng không? Nó có một cái sát thương lớn và có cái mech lao về phía trước khá là khó chịu. Để đánh với con này thì mình thường dụ nó vào góc. Khi mình đã dụ nó vào góc rồi, nhưng mà đây là cái đoạn mình cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Khi mình đứng ở ngoài dùng nộ của Yae vừa không gây được thêm sát thương cho nó mà lại làm cho nó lao về phía bên kia, làm cho mình mất thời gian hơn. Tuy nhiên thì với phòng 12, phòng 2, nửa dưới nó cũng không tích thêm thời gian cho cái phòng tiếp theo. Nên đoạn này mình không nghĩ rằng là đó là một cái gì đó quá tai hại. Vì nghĩ như thế cho nên là mình đã không đánh lại và mình đã có thể dùng cái giai đoạn mà nó đang gục xuống thế này để tiêu diệt nó luôn tại đây, đồng thời tích thêm chiêu nộ cho cái tầng tiếp theo. 12 phòng số 3. Khi vào trận thì nó sẽ xuất hiện ra mấy con Samurai, Lôi Đằng và Viêm Uy cùng với đội tiên phong Pha Tui. Thì hai con này nó đấy ở đằng sau lưng anh em. Trong trường anh em có nhân vật gom quái thì mình nghĩ anh em nên đứng lùi lại, đứng vào giữa bốn con và sau đó thì gom nó lại. Nếu không thì bọn tiên phong Pha Tui này nó sẽ nhảy đi rất là xa và khá là khó chịu sau khi nó bật giáp lên các kiểu đó. Sau khi gom được nó lại, nếu như gom đẹp thì anh em có thể dùng các nhân vật của anh em dồn đam chết luôn bọn này. Rồi đã xuất hiện ra hai con học sĩ vực sâu Yên Hỏa đứng cách nhau khá là xa. Tuy nhiên thì cái khoảng cách của chúng nó vẫn có thể gom được bằng Kazuha nếu anh em đứng ở giữa. Còn trong trường hợp anh em sử dụng các nhân vật khác không gom quái thì mình nghĩ có thể dùng cách tấn công đẩy nó vào. Để khi mà nó ngã lùi lại thì nó sẽ tiến lại gần nhau. Mình nghĩ là nếu như chọn cách đứng vào góc thì không biết có hiệu quả không. Bởi vì khi chiến với bọn này từ trước mình nhớ rằng là nó có thể tấn công tầm xa và nó đi khá là chậm. Ok, anh em có cách nào gom hai con này hay hãy để lại bình luận nhé. Mình dùng Kazuha gom mình thấy rất là hiệu quả. Kazuha mà khi mà đã gom được nó lại đứng gần nhau thì đơn giản là dùng Levilet bắn thôi. Lúc này thì cái phá giáp của bọn này chỉ có mình Levilet cùng với các nguyên tố khác. Nếu như một con thì nhanh, còn hai con thì mình thấy rằng nó hơi lâu. Mình cho rằng là trong team nếu như có thêm nhân vật thủy nữa, ví dụ như anh em có Levilet C1 và anh em kẹp thêm Fuina ở lửa trên này chẳng hạn, thì cái thời gian clear của anh em sẽ nhanh hơn nhiều. Mình có Levilet C0 và mình thấy như thế này là ok rồi. Ở tầng dưới thì có Pika của Coppelia. Tầng này thì theo mình thấy là nó cũng không có giáp băng. Ở bên dưới mình vẫn sử dụng tiêm triệu hồi thì mình thấy rằng là khi đánh ở đường dưới này mình đã phải đánh lại khá nhiều lần. Bởi vì cái điểm yếu lớn nhất của cái team này nó đã thể hiện từ tầng 11 đến đây thì nó lại còn bộc lộ lớn hơn. Đó là cái không có khả năng kháng gián đoạn, không có khiên, dễ bị sốc chết. Ở cái tầng dưới này thì có rất là nhiều những cái đòn đánh gián đoạn, từ cái chiêu hất văng của những con boss này cho đến những cái trụ phong xung quanh. Vậy thì làm thế nào để chiến tốt với cái tầng dưới này, với cái team triệu hồi giống như thế này? Chắc chắn là mình nghĩ là em cũng không sử dụng team giống hệt như mình đâu, nhưng mà mình cũng vẫn nói ra để anh em thấy được là nó đã hoạt động như thế nào. Thì mình đã sử dụng cái cách đánh đó là giữ khoảng cách với bọn này, bởi vì tất cả những cái skill của mình đều có thể tấn công tầm xa mà. Sau đó thì mình sẽ đi di chuyển vòng theo chiều kim đồng hồ, bởi vì những cái trụ của nó cũng xoay theo chiều kim đồng hồ mà. Khi mình đứng ở một góc, mình di chuyển theo chiều kim đồng hồ như vậy thì mình sẽ rất ít khi bị đẩy vào trong cái vòng. Và tất nhiên là cũng cần phải né siêu các kiểu nữa. Còn về lượng sát thương thì rất là lớn và không có thời gian đam chết. Theo mình thấy thì thật sự đây là cái team rất là dễ chơi, ít nhất là về khả năng gây đam. Còn về cái khả năng sinh tồn ấy, nếu như tìm được cách tăng cái khả năng sinh tồn lên mà không làm giảm cái lượng đam đi thì mình nghĩ là nó sẽ khá là hoàn hảo. Biết đâu đấy sau này sẽ có thêm sự bổ sung như vậy. Ở thời điểm hiện tại thì có thể bổ sung thêm các nhân vật như là Dung Ly hay là Baizu vào. Và những cái tùy chọn đó thì mình đã thử trong cái video trước rồi. Đây là cái video mình muốn thử riêng cái team này thôi. Ok anh em, để chốt lại thì mình thấy điểm cộng lớn nhất của cái team triệu hồi lần này mình sử dụng đó là nó tự tìm mục tiêu, đam rất to. Anh em hoàn toàn không phải lo lắng về cái lượng sát thương. Nhưng mà về cái phần sinh tồn ấy thì nó còn tồn tại rất là nhiều vấn đề. Về La Hoàn mùa này thì mình thấy rằng là có rất là nhiều cái đội hình có thể chiến được. Đây chỉ là một cái phần mình thử thôi, chứ còn các cái team khác, team nhiều, team Phúc Dân, team Đóng Băng, rồi các team Hệ Thảo, mình nghĩ là vẫn có thể quẩy rất là tốt với cái mùa này. Nếu anh em ngại con nấm Thúy Linh với Hệ Thảo thì anh em cứ yên tâm, con này thực sự là Hệ Thảo vẫn có thể chiến tốt. Cầm team Thảo chiến nấm Thúy Linh thì thật sự là không phải là bây giờ mới làm, mà đã có từ rất lâu rồi. Trong team Thảo thì ngoài Thảo ra còn có những cái nguyên tố khác gây sát thương mà. Ok anh em, vậy hãy để lại bình luận của anh em về cái đội hình mà anh em sử dụng trong cái mùa La Hoàn thâm cảnh này nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và mình xin chúc anh em có một mùa La Hoàn thành công.